Lần đầu tiên em gặp Tuyên là em thấy Tuyên đẹp trai lắm, mà lúc đó em còn kêu bằng chú. Chú Tiên kiếm chuyện, nói chuyện với chú hoài luôn. Mà lúc đó bé Hân nhỏ xíu à. Mẹ của bé Hân thì không làm phục trang đó nữa, tạm ngưng. Tự nhiên về không được gặp, tự nhiên cảm thấy trong người buồn buồn. Bé Hân buồn hay là bé Hân buồn? Em buồn. Em thì chắc chắn là lúc đó em chưa có gì rồi. Rồi bây giờ để Hân kể tiếp nè. Đó, buồn sao nè, thấy sụp đổ. Tính đi khi nào thì em mới phát hiện là bé cháu này nó khoái mình? Cứ đi theo tò tò theo em á, cũng tìm cớ để mà được đi chung. Sau thấy con bé này cũng kỳ kỳ ta. Anh em đồng nghiệp diễn chung sân khấu nói: Tiên, thấy kỳ lắm nha, thích ông Hoàng sao á. Tôi nói cho ông nghe nha, nó còn nhỏ, nó còn đi học á, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Cái ngày này qua tháng nọ, cái bé Hân từ từ lớn lên, tiếp tục tò đi theo 4 năm. Già rồi mình cũng hiểu cái rồi. Em thừa biết là cái gì rồi. Có cảm giác hay không? Có, là từ cái lúc đó em nhớ là em chở qua cái cầu chữ Y, con bé tìm cách tiếp cận va chạm mình, hai tay nó bắt đầu luồn vô cái eo. Hơi kỳ kỳ nha.